Xin chào tất cả các anh. Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 182 cho các anh tổng cộng là 16 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình ưng ý với món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản với kích thước nhỏ, các anh cộng thêm 10.000, em sẽ bao phí ship cho các anh luôn nha. Còn những cái món hàng mà nó có kích thước lớn hoặc là nó nặng như trong clip này thì sẽ có các cái món như bộ này, bộ cảo này, búa tạ ha. Thì trong cái quá trình mua hàng em sẽ báo cái phí ship sau nha các anh. Rồi phương thức còn lại là phương thức ship COD. Thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn nha. Rồi em về chi tiết mã số 1 cho các anh luôn. Mã số 1 em lên là một cái bảng hiệu Snap-on để móc các cái đồ vật các anh. Đây em sẽ quay gần ha. Các cái phần chữ này là được dập nổi hết luôn nha các anh. Đây nổi cái chữ Snap-on lên rất là đẹp luôn. Snap-on tool màu đỏ ha. Cái bảng này có thể nói là như hàng mới nha các anh. Rất là đẹp luôn. Đây là cái họa tiết người ta như vậy chứ không phải nó trầy nha các anh. Mặt màu đen có những cái vết như vậy. Đây này, Service Bright này. Performance ở đây có 2, 4, 5, 9, tổng cộng là 9 cái móc cho mình nha các anh. 9 cái móc. Em sẽ quay tổng thể nha. Cái mặt sau này đó, cái mặt này nó bị lõm xuống tại vì cái phần bên kia mình dập nổi đó các anh. Đó, ở sau này rất là mới luôn. Các anh xem các cái phần chi tiết móc này đó, được khoan vào rất là chắc chắn luôn nha các anh. Và ở bốn cái góc của bảng này có các cái lỗ này, người ta khoan sẵn các cái lỗ cho mình, cái này mình ốp vào tường, sau đó mình khoan các cái mũi vít ra để mình cố định cái bảng này lên tường, rồi mình sẽ sử dụng các cái móc này mình treo đồ các anh. Cái này ví dụ như mình treo móc khóa cũng được này, chìa khóa. Nhưng mà bảng Snap-on thì em nghĩ là các anh mua về sưu tầm rồi thì mình sưu tầm, mình treo những cái đồ vật đồ nghề của hiệu Snap-on luôn thì nó sẽ rất là đẹp luôn các anh. Đây bên dưới này cái chữ S này, ký hiệu của Snap-on cũng được dập nổi, rất là đẹp luôn các anh. Bảng này rất là mới luôn. Anh nào mà mình hay sưu tầm đồ Snap-on á, các cái đồ nghề thì mua cái bảng này về mình treo lên rất là hợp luôn các anh, decor rất là đẹp luôn nha. Rồi em sẽ đo kích thước của cái bảng này. Cạnh này 44cm nha các anh. Cạnh này 44cm. Còn cái cạnh này 44cm luôn, cái này bảng hình vuông các anh. Bảng hình vuông, các cạnh bằng nhau nha. 44cm. Rất là đẹp luôn các anh. Rồi, giá của cái bảng này là 700.000, mã số 1. Đó, bóng loáng luôn hả các anh. Rất là mới. Rồi, em sẽ dựng cái bảng này lên đây ha. Mã số 1. Và tiếp theo là một cây vít nhấn. Một cây vít nhấn hiệu Stanley các anh, hàng của Mỹ nha. Đây, cái hiệu của nó được nằm ở đây các anh. Stanley. Bên dưới này, Yankee. Mã số 680-30A. Made in USA, hàng của Mỹ ha các anh. Đó, mình xem cái phần mũi vít này. Đó, vít này là vít dẹp nha các anh. Đó, đầu mũi vít còn rất là đẹp luôn nha. Trên này nó có khắc. Mũi có khắc là Yankee 3012S. Cái này nó là cái phần trợ lực cho mình ha. Ví dụ như mình sử dụng thì mình sẽ xoắn lại như thế này. Đó, trợ lực. Mình thao tác rất là nhanh nha các anh. Rồi ở đây nó còn có tự động nữa. Đây, các anh nghe cái tiếng kêu này. Hoạt động trơn tru hết luôn nha các anh. Cái phần này để ở giữa thì sẽ là cố định nha các anh. Đó, mình cố định mình làm việc ha, không có bị xoay. Rồi, em sẽ điều chỉnh lại. Cái phần cán nè, cán còn nguyên vẹn luôn nha các anh. Cán này bằng nhựa nha. Đó, còn rất là mới luôn. Hình thức cây này rất là mới luôn nha các anh. Rồi, em sẽ đo kích thước ha. Chiều dài của cây này là 50,5cm các anh. 50,5cm. Còn nếu như mà mình thu lại như thế này thì nó chỉ còn là 37,5cm nha các anh. 37,5cm.
Còn về cái mũi vít thì mũi này là 7 ly nha các anh, mũi 7 ly. Giá của cây tu vít này là 400 nghìn, mã số 2. Mã tiếp theo là một cây búa tạ, một cây búa tạ hàng của Mỹ các anh. Đây. Em quay hình thức bên ngoài ha. Cái này nó cũng gần giống với một cây búa tạ. Clip trước em có lên đó các anh, nhưng mà cái đầu của nó là một đầu thì mặt tròn như này, một đầu thì nó dẹp. Cái này thì nó cũng tương tự, tại vì nó có khắc Warming Wear City Google, cái hiệu hàng Mỹ á, giống giống như cây búa kia luôn, nó không có thương hiệu. Nhưng mà nó sẽ khắc cái dòng chữ này bên dưới cái phần đầu búa nha các anh. Đây. Rồi, từ từ em sẽ quay chi tiết ha. Rồi, mình cứ xem tổng thể trước đi ha. Đây, phía bên trên này. Phía bên trên thì cây này nó có khắc, này là cái ký tự gì đó em cũng không nhìn ra được các anh. Bên này US, hàng quân đội Mỹ ha, ký hiệu của hàng quân đội Mỹ. Đó, chất thép này, đầu búa này. Rất là đẹp luôn nha các anh. Mình xem mặt búa này. Đó, mặt búa cũng còn khá là đẹp luôn. Rồi, bên dưới này. Bên dưới này thì nó có khắc ở đây chữ T. Bên này là số 4. Nhưng mà cái phần này nó nổi lên là số 4 khắc xuống bên dưới này. Chữ T và số 4 ha. Bên này. Đây, Wear City Google khắc chìm xuống luôn, rất là đẹp luôn các anh. Đó, mình giờ mình xem phần cán ha. Đây. Cán còn nguyên vẹn luôn nha các anh, không có bị nứt nẻ gì cả nha. Đó, các anh xem này, các cái vân gỗ này còn rất là đẹp luôn. Đó, em sẽ đo kích thước nhưng mà các anh chờ một tí em đi lấy cái cân nha, em quên lấy cái cân rồi. Rồi, em tiếp tục cho các anh, em sẽ đo kích thước ha. Chiều dài của cái búa này là 38cm nha các anh. 38cm, còn về cân nặng của nó. Cân nặng của cây này là 1,5kg nha các anh. 1,5kg. Giá cây này, các anh liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em sẽ báo giá cây này ha, mã số 3. Mã số 3, một cây búa tạ của Mỹ ha. Mã tiếp theo là một cây cần chỉnh lực đầu 1/4 của hiệu Snap-on các anh. Đây. Cây này thì chắc là khá là quen thuộc với những anh khách mà hay xem kênh của em, cũng hay mua hàng bên em ha. Vì cây này là em có về rất là nhiều loại và rất là nhiều đợt, từ lực nhỏ đến lực lớn, tự động đến không tự động ha. Các dòng em cũng bán được trên 10 cây rồi các anh. Bây giờ lô này là em còn cái loại không tự động như cây em đang cầm như này, là còn được 2 cây cuối cùng nha các anh. Anh nào mà mình chưa mua được các cái lần trước thì mình tranh thủ ha. Rồi em sẽ quay tổng thể cho các anh xem ha. Rồi đó, hình thức này nguyên vẹn sáng bóng luôn á các anh. Đây cái đầu của nó này. Đầu này là đầu 1/4. Còn rất là đẹp luôn các anh. Mặt sau snap on khắc chìm lên luôn các anh, rất là đẹp. À, ở đây nó có một vết tróc xi nhẹ nha các anh. Tróc nhẹ thôi, nó cũng không có đáng kể quá nha. Đây là các cái ký tự của người sử dụng trước họ để lại thôi, chứ nó cũng không có ý nghĩa gì hết các anh. Ở đây là cái mã số của sản phẩm này, 0312 800 793. Mặt sau thì được khắc laser chữ Snap-on bên dưới này, USA nha các anh, cái hiệu hàng của Mỹ ha, Snap-on USA. Còn bên này là các cái lực của nó nha các anh. Một bên là hệ in, một bên là IP. Bên này là số lẻ từ 70 đến 90 các anh. Mỗi cái lực cách nhau 20 đơn vị ha. Bên này cũng tương tự, cách nhau 20 đơn vị, mà bên này là số chẵn nha các anh, từ 80 đến 200. Còn bên dưới này là cái lực của mình là từ 0 đến 9 nha các anh, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, đó. Bên dưới này nguyên vẹn luôn ha, cái phần bên dưới dưới này, đế này là bằng cao su nha các anh. Tránh va chạm cho mình ha. Rồi, mình muốn chỉnh lực thì mình sẽ kéo cái thanh này lên các anh. Ví dụ như mình xoay đến cái lực phù hợp này, mình chọn cái lực đó, mình đứng lại hoặc là mình xoay.
phải hướng ngược lại ha. Còn nếu mà mình thả cái này ra, đây, nó về lại thì mình sẽ không xoay được nữa nha các anh. Mình cố định, mình chọn cái lực để mình làm việc rồi thì mình sẽ thả cái này ra. Đó, cố định lực mình làm ha. Rồi về kích thước thì chiều dài của cây này là 26,5 cm. Giá cây này inbox nha các anh. Giá cây này các anh liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em. Em sẽ báo giá cái cây cần chỉnh lực này ha, mã số 4. Một cây cần chỉnh lực hiệu Snap-on đầu 1/4, hàng của Mỹ nha các anh. Rồi mã tiếp theo là một cây mỏ lết cổ. Mỏ lết cổ, cây này của nước Anh nha các anh. Đây. Cái hiệu của nó là hình cái bàn chân các anh, hình bàn chân Footbridge luôn. Đó, Footbridge. Bàn chân ha, Made in England, hàng của nước Anh nha các anh, Vương quốc Anh. Rồi. Các anh xem chất thép này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Không có bị cấn móp gì luôn nha các anh, còn nguyên vẹn luôn. Bên dưới này cũng có này. Cũng là bàn chân Footbridge. Rồi là Made in England. Em mở lên thì nó sẽ như thế này. Nó có các cái lỗ bên dưới này thì em không biết là hình như mình sẽ tháo. Ví dụ bây giờ em không dám tháo. Ví dụ như cái nấc ở đây. Ví dụ như ngàm nó mở tối đa được bao nhiêu đây? Các anh sẽ tháo cái này tháo được nha các anh. Đây. Không có cái chốt gì ở sau hết, mình chỉ cần xoay là mình tháo ra được thôi. Đây, em không tháo ra hết nha. Em chỉ xoay xoay tới xoay lui cho các anh biết là nó có hoạt động nha. Đó, ví dụ như đến đây, cái nấc mình chọn đến đây thì cái phần ngàm nó em đo thử nha. Như đến đây là mình chọn phần hàm cho nó là tầm 2,6-2,7 cm thôi. Ví dụ như mình muốn kẹp những cái vật nó to hơn thì mình sẽ tháo cái này ra. Mình đẩy cái thanh này lên. Thôi em tháo luôn đi. Đây em cũng chưa tháo thử, em không dám. Đây. Ví dụ đến đây. Mình xoay lại. Được nha các anh. Đó. Để tới cái nắp này. Đó, mình chọn cái mức như này là cái mức tối đa của nó. Rồi để em đo thử luôn. Và cái mức ngàm mở tối đa là bao nhiêu nha. Rồi, nếu mà mình đến đây là 6 cm nha các anh. Quay cho các anh xem cái răng bên trong luôn ha. Đây, răng bên trong này. Cũng còn khá là đẹp đó các anh. Cái này là dòng cổ. Này phù hợp cho các anh mua về sưu tầm này. Dòng Footbridge hàng của Anh này. Đó, các cái răng của nó này. Em thấy là còn rất là đẹp luôn nha. Mở lấy cổ. Rồi. Chắc là em sẽ tháo ra đưa về vị trí ban đầu để mà em đo cái phần kích thước chiều dài của nó. Đây. Rồi, đến đây. Đến đây thì cái chiều dài của cây mỏ lết này là 29,5 cm. Giá của nó là 650.000, mã số 5. Mã tiếp theo là một cây búa nhựa. Búa nhựa size lớn các anh. Đây, một cây búa nhựa. Cái phần đầu này là bằng thép nha các anh. Bằng thép và được sơn một cái lớp sơn màu xanh rêu, xanh lá cây. Đó, nó cũng còn khá là mới, cũng không bị tróc cái nước sơn quá nhiều các anh. Bên trên này cái hiệu của nó này, Garland No NO4 ha, Saco Men. Đó, tổng thể như vậy ha. Hai cái đầu này là hai cái đầu bằng nhựa nha các anh. Đây, mình xem cái mặt của nó ha, nó cũng có một cái số vết trầy xước, bị tróc một tí các anh. Hàng đã qua sử dụng ha. Đó, hai mặt này. Rồi bên dưới cán gỗ nha các anh. Đây. Cán còn nguyên vẹn luôn ha. Không có bị nứt nẻ gì cả nha các anh. Ở đây có một cái tem mà nó bị mờ chữ, trôi chữ và nó cũng tróc đáng kể các anh. Cũng tróc gần hết cái tem rồi. Cái búa này là của Mỹ nha các anh. Hiệu Garland, hàng của Mỹ nha. Rồi em sẽ đo kích thước cây này. Chiều dài của nó là 34 cm. Còn cái phần ngang này là 14 cm nha các anh.
Còn về đường kính của cái mặt búa là 5 cm. Về khối lượng, cây này nó nặng 1,5 kg nha các anh. Giá của nó là 850.000, mã số 6. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết răng. Cây này hiệu Ricky các anh, dòng 10 inch. Đây, Ricky. Ở bên trên này nó cũng có Ricky 10 inch nha các anh. Đó, nước sơn màu đỏ ha, nó cũng tróc xi, cũng bị tróc cái nước sơn một ít, tại vì hàng đã qua sử dụng nha các anh. USA này. Em thấy là hình thức bên ngoài thì nó cũng cũng còn tạm được các anh, cũng không đến nỗi là quá cũ ha. Mà chủ yếu là mình sử dụng cái phần răng. Em đo kích thước của nó trước ha. Chiều dài cái này là 24 cm. Rồi, em mở ngàm này. Đó, ngàm phẳng trơn tru luôn nha các. Trên cái khóa xây này nó có số 10 này, R này. Đó, Rigid ha. Đó, vặn trơn tru luôn. Bên trên này thì nó có các cái thông số 3 này, 1/2, 3/4, 1, 1/4 ha. Đây, các cái răng của mình bên trong này. Rất là đẹp luôn nha các anh. Đó, em thấy răng cây này là còn mới. Đó, còn đẹp luôn á. Rồi về cái phần ngàm này thì nó mở ngàm tối đa được là 4 cm nha các anh. 4 cm. Giá cây này là 450.000, mã số 7. À, bên trên này còn có một cái tem. Bây giờ em mới thấy, tại vì nó cũng còn khá là mờ. Đây, thường thường thì mỏ lết răng Rigid mà hàng mới nó sẽ còn cái tem, còn nếu mà hàng cũ nó sẽ trôi bớt. Còn cái này thì nó vẫn còn dính lên, nhưng mà tại vì cái lớp tróc xi đỏ nó ra nó thành màu màu đen á, cho nên là khó, hơi khó thấy cái chữ ha. Đây, cái tem của nó này, cái chữ ha, xuất xứ từ Mỹ, hiệu Rigid. Giá cây này là 450.000, mã số 7. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết hiệu Snap-on, hàng của Mỹ các anh. Clip hôm nay cũng được tới 4 món là hiệu Snap-on, và đồ hôm nay đa số là của Mỹ các anh. Chỉ có 3 món, một cây mỏ lết của Nhật này, một cây mỏ lết này của Nhật này, một cây này của Thụy Điển, cây này của nước Anh. Còn lại toàn bộ 13 món còn lại là của Mỹ hết các anh ạ. Đây, một cây mỏ lết Snap-on ha. Các anh xem này, nước xi sáng bóng luôn các anh, còn rất là mới luôn nha. Đây, trên cái phần ngàm của nó thì nó có kẽ sen luôn. À không, không phải kẽ sen các anh, đó là thông số gì thì em không biết, nhưng mà 0 này, 1/2, 1 ha. Mặt sau bên này mới là kẽ sen này, 0, 1, 2, 3 sen ha. Rồi, các anh xem cái chất thép của nó này, sáng bóng luôn nha. Ở đây nó có cái vết nó hằn vào bên trong một tí nha các anh. Đây, Snap-on thì khắc nổi ha, Arial. Mặt sau này, mặt sau 10 inch, 250mm, made in Sweden. Cái này thương hiệu Snap-on là của Mỹ nha các anh, nhưng mà nó được sản xuất tại Thụy Điển, cho nên nó sẽ để là made in Sweden ha. Rồi, ngàm này vặn rất là trơn tru luôn nha các anh. Đó, mình xem miệng ngàm bên trong này, rất là đẹp luôn nha các anh, phù hợp cho các anh sưu tầm luôn. Anh nào mà mình đang sưu tầm hàng Snap-on mà mình chưa có cây mỏ lết loại này 10 inch mà xuất xứ từ, sản xuất tại Thụy Điển nữa, thì mình nên bổ sung cây này vào bộ sưu tập của mình ha. Đây, cái ngàm bên trong này em thấy cây này rất là mới luôn nha các anh. Chiều dài của nó là 25,5 cm, còn ngàm nó mở tối đa là 3,3 cm nha các anh. 3,3 cm. Giá cây này các anh liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em sẽ báo giá của nó ha. Mã số 8, một cây mỏ lết hiệu Snap-on. Rồi, mã tiếp theo là một cây búa gò. Một cây búa gò hiệu Vauhan, hàng của Mỹ luôn các anh. Đây, trên cái phần đầu búa có hiệu Vauhan này, SBB5 5, cái size là 5 OZ nha các anh. Đây, mặt búa này láng bóng rất là đẹp luôn nha các anh. Nó được sơn, nước sơn màu xanh này,
cũng không có bị tróc cái nước sơn nhiều. Cái này em thấy là còn rất là mới luôn. Bên này là hình như cái phần đầu này thiết kế để kẹp hay sao đó các anh. Đây, nó hở ở đây nha. Và nó có cái đoạn như này. Rồi về phần cán nha. Đây có dán một cái tem hiệu Vauhan. Còn cũng còn khá là đẹp anh, chỉ nó bị mờ chữ H ở đây một tí cho cái tem nó cũng không có bị tróc hay là rách quá nhiều nha. Cán này. Cán thì cán gỗ còn nguyên vẹn luôn, không có bị nứt nẻ gì cả nha. Các cái vân gỗ này các anh xem này, màu vàng rất là đẹp luôn. Cái này em thấy là rất là mới. Chiều dài của nó là 26,5 cm, cái đoạn ngang này là 11 cm. Về mặt búa thì ngang mặt búa này 1,3 cm, bên này cũng vậy luôn, mặt búa hình vuông các. Còn về cân nặng nha, cân nặng thì cây này nó nặng là 200 g nha các anh. Giá của nó là 400.000, mã số 9. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết. Cây này hiệu top các. Hàng của Nhật. Đây. Một cây mỏ lết hiệu top. Còn khá là mới. Đây, các anh xem này. HM250TB. Hiệu top nha. Đó, tổng thể nguyên vẹn luôn ha các anh. Đây, Japan này. Japan, hàng của Nhật ha. Thép thì thép CRV 200 mm. Đây, ngàm vặn nha các anh. Vặn rất là trơn tru luôn nha. Miệng ngàm bên trong này. Đó, ngàm bên trong là em thấy là cũng còn khá là đẹp nha các anh. Rồi về kích thước của cây này thì chiều dài của nó là 21 cm. Ngàm nó mở tối đa được 3 cm nha các anh. Giá cây này là 170.000, mã số 10. Mã tiếp theo là một cây búa bi. Một cây búa bi hiệu Paul Craft, hàng của Mỹ nha các anh. Đây, đầu búa này nó được khắc cái hiệu lên trên luôn nha các anh. Paul Craft à. Mặt búa này nó cũng còn khá là đẹp luôn nha các anh. Đó, đầu bi tròn này. Rồi, phần cán gỗ nha các anh. Đây, cán cũng còn nguyên vẹn luôn nha, không có bị nứt nẻ gì cả nha các anh. Ở đây có khắc lên trên cái phần búa. Nhưng mà cái chữ nó khá là mờ rồi, em không có đọc được ở đây là cái gì OZ nè. Nhưng mà không có đọc được cái size của nó là bao nhiêu các anh. Còn các cái chữ này cũng bằng tiếng Anh, nó cũng hơi mờ nha các anh. Hàng của Mỹ ha. Rồi, cán nguyên vẹn luôn ha. Rồi, em sẽ đo kích thước cây này. Chiều dài của nó là 32,5 cm. Còn về cân nặng thì cây này nó nặng 250 g nha các anh. Giá của nó là 500.000, mã số 11. Mã số 11 giá 500.000. Mã tiếp theo là một bộ cảo. Một bộ cảo snap on các. Đây, em sẽ quay bên ngoài chút này. Một cái hộp màu đỏ. Khắc nổi luôn, snap on tool, rất là đẹp luôn các. Hộp rất là mới. Đây bên dưới này. Đây, phải dùng ánh sáng chá vọng tới các mới thấy này. KRA128 Snap On Tool. Này là viết tắt của corporation ha, công ty Snap On Tool nha các anh. Đây. Kenosha with USA, hàng của Mỹ ha, 67 này. Hàng của Mỹ. Các anh xem này, các cái góc cạnh của cái hộp luôn nha. Đó, rất là mới luôn các anh, không có hề là bị trầy xước, tróc sơn nhiều luôn các anh. Nhìn vẫn rất là mới nha, bên trong này. Đó, vì bên ngoài nó khắc nổi cho nên bên trong nó lõm vào như này các anh. Snap on ha. Cái này thì em tháo ra luôn.
tại vì là nếu mà gắn vào thì nó sẽ không có để vừa được cái hộp này, mà cái hộp ban đầu mình mua về nó cũng như thế này ha. Gắn vào, em sẽ quay từng chi tiết trước đây. Đây là trên cái thanh cảo này, Snap-on GC861 USA, 1 3 phần 4 đến 4 3 phần 12 inch, size grand. Bên này ở trên cái phần cảo này nó cũng có khắc Snap-on CG833. Đó, hàng Mỹ nó sẽ có cái dòng chữ em hay nói đến này các anh. Where CC Google ha. Số ở đây là một cái gì đó. Rồi. Tổng thể rất là mới đẹp luôn các anh xem cái chất thép của nó này. Ở mặt sau này cũng nó cũng sẽ có nữa. Đây, chú ý mang kính bảo hộ khi sử dụng ha. Nó khắc khắc chìm cái chữ mà cái hình luôn, rất là dễ thương các anh. Warning where CC Google user and bystander. Đó, đây là cái đầu đầu ti ha, đầu ti còn rất là đẹp luôn các anh. Đó, đây là chỉ về cái phần ngang và cái phần ti thôi ha. Đây là hai cái thanh cảo hai bên này, hai thanh cảo nó sẽ được khắc nổi CC B12A. Đó, hai cái đầu quay vào nhau như này nha các anh, rất là đẹp luôn. Đây là cái con ốc ha, và cái thanh bên này là cái thanh bắt qua các anh. Em quay chi tiết cho các anh trước xong rồi em sẽ bắt đầu lắp ha. Tùy cái nắp mình sử dụng thôi nha nha các anh. Đây, hoặc là nắp này, nắp bên ngoài bên trong ha. Em thì em sẽ lắp cái nắp bên ngoài, có hai cái thanh. Phải canh chuẩn để cái cây này nó đi qua các. Nó bị cầm nó hơi bị trật ra một tí để em canh lại nha. Vậy em cũng không có quen. Đây. Cho nên nó mà đã khớp rồi thì lắp rất là nhẹ nhàng các, đẩy một đường như này là nó qua rồi. Đây, bên này. Hai thanh này phải quay vào nhau ha để kẹp đồ ha. Đây, em sẽ canh. Đó, khi mà nó chuẩn rồi thì mình chỉ cần ấn nhẹ là nó qua thôi. Ở đây nó có cái nút để giữ lại nha các anh. Khi mà mình nhấn vào thì cái thanh này nó sẽ thụt vào xuống này thì nó sẽ bung ra, nó giữ lại ha, mình không có lo bị tụt các anh. Đây cái nút này. Rồi, tiếp theo là cái phần thanh này mình sẽ luồn qua đây các. Đây. Đó, nó bị nó cong như thế này, là thiết kế như thế này các. Rồi mình sẽ lắp vào. Đó, như thế này nha các. Tùy vào cái mục đích mình sử dụng cũng như là kẹp cái vật nó có kích thước như thế nào mình sẽ nới tùy chỉnh cái độ lớn của nó ha các. Đây. Đó, em lắp vào nó như vậy ha. Rất là đẹp luôn các. Cạo Snap-on. Rồi em sẽ đo kích thước nha, cái phần cây ti này. Cây ti này trước đi. Là 14,5 cm. Gần 15 cm, còn cái phần thanh cạo này. Thanh cạo này là 11 cm nha các. Còn về cái phần ngang này là 12 cm. Một cái cảo rất là đẹp luôn các, phù hợp cho các anh sưu tầm luôn. Anh nào mà chưa có cái cảo mà size như thế này, hiệu Snap-on, đây cái size của nó nha, mình có thể mua về mình sưu tầm ha. Đây cái phần ti em sẽ vặn luôn lên xuống này, nhẹ nhàng chân chu ha. Cảo này kẹp tùy cái nóc ha, mình có thể điều chỉnh vào bên trong. Đây. Nhưng mà mình lắp vào thì nó lại không có để vừa được cái này các, cho nên là ban đầu em mới tháo ra. Đấy, em lắp lại cho các anh xem được chi tiết, mình có thể là chụp màn hình lại nha. Đó, một cái cảo như thế này. Đó, bây giờ em cứ để tạm như thế này đi, xong clip em sẽ ui dồi ui con chó bon. Con chó nhẹ xin lỗi các anh nha, em cũng hết hồn. Đây cái cảo ha, xong clip em sẽ tháo cái chi tiết ra như ban đầu rồi em để vào hộp mình đóng lại. Em sẽ đóng lại được nha các anh. Em giao sản phẩm đến rồi tháo ra hết nha. Mã số 12 này
Giá của nó các anh liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ha, em sẽ báo giá. Cây cảo này, cảo Snap-on trong hộp luôn, rất là đẹp ha, mã 12. Mã tiếp theo là một cây mỏ led, 8 inch hiệu Baco 0670 của Thụy Điển nha các anh. Các anh xem này, V-Steel 6 inch Baco 0670 Sweden. Mặt này Baco Sweden của Thụy Điển nha các anh. Em vặn mở ngàm này. Đó, ngàm vặn còn rất là trơn tru luôn nha, miệng ngàm bên trong này. Cái này 6 inch thì ngàm nó mở cũng nhỏ thôi các anh. Đây là cái nước dầu, dầu nhớt chảy ra nha các anh. Chứ cái ngàm này, ngàm này em thấy nó cũng còn tương đối á. Về kích thước thì chiều dài của cây này là 15,5 cm, ngàm cây này mở tối đa được là 1,8 cm nha các anh. Giá của nó là 230.000, mã số 13. Rồi mã tiếp theo là một cái cưa, một cái cưa sắt hiệu Snap-on các anh. Đây, cây này thì clip clip 180. Em cũng có lên một cây tương tự như này các anh. Các anh hỏi rất là nhiều nhưng mà em chỉ có một cây để bán thôi. Thì lần trước mà anh nào chưa mua được á, mình có thể theo dõi clip này, mình mua cây này ha. Hình thức thì nó cũng tương tự nhau luôn các anh. Đó, cái phần toàn bộ khung này là bằng sắt hết luôn các anh. Hiệu Snap-on này, HS18 Snap-on ha. Đây, cái phần tay cầm của mình này rất là chắc chắn luôn nha các anh, toàn bộ là bằng sắt. Đây, mình cầm như thế này, mình thao tác, thao tác rất là chắc chắn ha. Đây, cái phần khung cưa này đó, còn rất là đẹp nha các anh. Nguyên vẹn luôn ha, không có bị nứt bể gì nha các anh. Đây, ở đây có khắc Made in USA luôn này, hàng của Mỹ. Thì cây trước là hình như em nhớ là cái lưỡi, cái này màu đen, còn cái này về là lưỡi màu xanh. Đó, tương tự nha các anh. Cái chất thép thì như nhau, nhưng mà hình như clip trước thì nó màu nó sáng hơn một tí. Đây, phần lưỡi nha các anh. Răng cưa này rất là đẹp luôn, Duraplast NO 87722. Là các cái thông tin ha, Made in USA nha các anh. Đó, toàn bộ của Mỹ hết luôn. Đó, răng cưa thì còn rất là mới luôn. Về kích thước của cây này thì chiều dài toàn bộ cái khung cưa này là 40 cm nha các anh. Còn về cái phần lưỡi, răng cưa là 31 cm. Giá của cây cưa này mã số 14, các anh liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em. Em sẽ báo giá cây này ha, mã 14, cưa sắt Snap-on hàng của Mỹ. Rồi, mã tiếp theo là một cây búa đinh, hiệu Stanley. Cây này cũng là hàng của Mỹ luôn các anh. Đây, mình xem phần đầu búa trước nha. Đây, chất thép của nó các anh xem này, rất là đẹp luôn, mặt búa này láng bóng luôn ha, còn rất là mới. Đầu bẫy đinh này cũng còn đẹp luôn nha các anh. Rồi, về phần cán thì trên cái phần cán này có cái tem thông tin đó các anh. Stanley 7UZ Light 30 51613 USA hàng của Mỹ nha các anh. Tem nguyên vẹn luôn ha. Cán gỗ này cũng còn nguyên vẹn luôn, không hề bị nứt nẻ gì cả nha các anh. Đó, các cái vân gỗ của nó sáng rất là đẹp luôn. Ở sau này mình có một cái tem nữa, tem này là cái tem chú ý, mã vạch đầy đủ ha các anh. Một cái hình ảnh chú ý ha, nhớ mang kính bảo hộ khi sử dụng. Warning protect your eye này, Warning where to Google hàng Mỹ ha. Đây là các cái thông tin, đây cũng như là cái chú ý thôi, cái chú ý ban đầu em nói mà bằng chữ tiếng Anh đó các anh, bảo vệ mắt của mình ha. Rồi về kích thước thì chiều dài của cây này là 29 cm, còn về cân nặng thì cây này nó nặng 350 g nha các anh. Giá của nó là 350.000 luôn, mã số 15. Mã cuối cùng là một cây búa nhựa, hiệu Vauhan các anh, size nhỏ rất là dễ thương. Đây,
Mình xem cái phần đầu vú trước nha các anh. Đây được khắc cái hiệu Vauhan này. SF6, cái size là 6OZ ha. Made in USA, hàng của Mỹ. Thông tin trên đầu vú có luôn nha các anh. Và hai cái đầu úp hai bên này là bằng nhựa. Bên này nhựa màu vàng này, còn rất là mới đẹp luôn các anh. Không hề là bị nứt rách, cũng không có trầy gì nhiều luôn các anh. Nhìn rất là mới. Cái phần màu đen này thì vẫn là thép bình thường ha các anh, thép. Còn hai cái đầu úp này là bằng nhựa nha. Đây, nhựa bên này là màu đỏ này. Cũng còn nguyên vẹn luôn, rất là đẹp. Và cái phần cán đây các anh. Cán này cũng được dán một cái tem hiệu Vauhan này. Phytun xin 1869. Bản kỷ niệm năm 1869 ha. Super Steel Made in USA. Các cái thông tin đầy đủ các anh. Rồi phần cán gỗ này. Các anh xem này. Rất là mới luôn các anh. Không hề là bị nứt nẻ gì cả luôn. Cái vân gỗ còn rất là đẹp luôn, sáng bóng luôn. Bên dưới này có một cái tem Vauhan Classic Tip Hammer ha. Búa. Rồi mã vạch đầy đủ ha, nguyên vẹn luôn. Bên trên này cũng là một cái tem nữa, tương tự như cái búa đinh vừa rồi, thì nó cũng sẽ có cái hình ở đây. Nhớ mang kính bảo hộ ha. Thông tin này cũng giống nhau luôn các anh. Chú ý mà cái phần tem này nó trôi chữ, tại vì tem này là bằng giấy, cho nên là các anh đụng nước là nó tróc liền, nó trôi đến đây thôi. Cái tem này thì không sao ha, nguyên vẹn. Rồi về kích thước thì chiều dài của cây búa này là 26,5 cm, ngang này là 9,5 cm, còn về đường kính của mặt búa là nó được 2,5 cm các anh. Em đo cân nặng ha. Cân nặng thì cây này nó nặng là 180 g nha các anh. Giá của nó là 450.000, mã số 16. Vậy là em đã lên xong 16 mã hàng trong clip số 182 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Vải Hương Thùy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.